Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tổng vất vả chăm trẻ, cậu ấm nhà Trần Đức Lương, bao giờ được trả về với bố? Trần Tuấn Anh là con trai ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông này được xem là một trong những hạt giống đỏ, có gia thế khủng cùng với Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, Trần Tuấn Anh đang là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thường trưởng ban Kinh tế Trung ương đều là thành viên ban bí thư Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh lại không phải là thành viên ban bí thư. Nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, vẫn là thành viên ban bí thư. Ông Nguyễn Văn Bình được xem là tội đồ thời làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tưởng rằng vào năm 2016, ông Nguyễn Văn Bình sẽ bị ông Nguyễn Phú Trọng tấn công như đã tấn công ông Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà Tuy nhiên, ông Bình vẫn bình an vô sự ngồi câm lặng ở Ban Kinh tế Trung ương đến hết nhiệm kỳ. Hình ảnh ông Trần Tuấn Anh, con trai cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ghế trưởng Ban Kinh tế Trung ương rất nhạt nhẽo. Thường ghế này là ghế cho những người đang chờ bị kỷ luật ngồi tạm. Ông Trương Tấn Sang từng bị đưa vào chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương khi ông này để năm cam làm mưa làm gió thời kỳ ông làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bộ chính trị quyết cho ông Sang vào ghế này để chờ hình thức kỷ luật nặng hơn. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ ông Trương Tấn Sang lại lên được ghế Thường trực Ban Bí thư. Sau khi ông Trương Tấn Sang rời ghế trưởng ban kinh tế trung ương năm 2007 thì trung ương đảng cũng dẹp luôn chức này. Thời ông Trương Tấn Sang làm trưởng ban kinh tế trung ương, có người ví von ghế này là trại tạm giam lãnh đạo bị dính phốt. Ông Trương Tấn Sang khi làm trưởng ban kinh tế trung ương chẳng có thực quyền gì. Năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng cho tái lập ban kinh tế trung ương và rút ông Vương Đình Huệ về ngồi tạm để chờ thời. Rồi sau đó ông Vương Đình Huệ vào bộ chính trị và làm phó thủ tướng. Cứ thế ông Huệ tiến lên chức chủ tịch quốc hội như ngày nay. Hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Kế nhiệm ông Vương Đình Huệ là ông Nguyễn Văn Bình kế nhiệm ông Nguyễn Văn Bình là ông Trần Tuấn Anh hiện nay. Ông Nguyễn Văn Bình ngồi tạm ghế trưởng ban kinh tế trung ương để chờ hạ cánh an toàn. Có lẽ ông Trần Tuấn Anh cũng chỉ ngồi tạm ở ghế trưởng ban kinh tế trung ương này rồi hạ cánh. Lẽ ra ở đại hội 13 ông Trần Tuấn Anh đã bị loại nhưng bất ngờ ông này lại trúng ủy viên bộ chính trị. Theo như thông tin nội bộ cho thời báo chấm d biết, cú lội ngược dòng thành công này là bởi lần gặp mặt bí mật giữa ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương với ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trần Tuấn Anh khi đã 57 tuổi mà vẫn còn phải nhờ bố gửi gắm thì đúng nghĩa là cậu ấm, chưa biết tự đứng trên đôi chân của mình. Trước đây, khi làm bộ trưởng bộ công thương, Trần Tuấn Anh huên hoang dùng xe công đón vợ tại chân cầu thang máy bay. Việc làm sai quy định này đã gây ra bảo mạng, buộc ông bộ trưởng này phải lên truyền thông xin lỗi ông ngồi ở ghế bộ trưởng mà vẫn làm như là cậu ấm con nhà giàu muốn chứng tỏ trước thiên hạ là ông đây oai nhất quả đất trò này được giới phân tích đánh giá là trò trẻ trâu hình ảnh ông nguyễn phú trọng vẫn đang chăm trẻ trần tuấn anh quậy như chàng playboy vì sếp của ông ta là nguyễn xuân phúc nay sếp của ông là nguyễn phú trọng nên ông trần tuấn anh ngồi im không dám hé răng không dám cựa quậy có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây đang chăm trẻ để rồi hết nhiệm kỳ, ông trả lại đứa trẻ hư hỏng này về với gia đình của ông cựu chủ tịch nước. Nhiệm kỳ làm trưởng ban kinh tế trung ương của Trần Tuấn Anh gần như không thấy ông hoạt động gì, mặc dù ông là ủy viên bộ chính trị. Ông Trần Đức Lương là người ít tai tiếng và là người mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quý mến, nên ông Trần Tuấn Anh được vào bộ chính trị. Tuy nhiên để Trần Tuấn Anh giữ chức vụ cao hơn thì e là hỏng việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin: Ông tổng vất vả chăm trẻ, cầu ấm nhà Trần Đức Lương bao giờ được trả về với bố. Ngọc Thơ Thời Báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo Đảng, thà mất nước còn hơn mất Đảng. Ngày 18 tháng 3, Trang Tiến Dân đăng bài bình luận về chính trị Việt Nam của luật sư Đào Tăng Dực, một nhà quan sát chính trị sống tại Úc. Bài viết với tựa đề Võ Văn Thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng. Theo luật sư Dực, chức vụ chủ tịch nước tương đương với nguyên thủ quốc gia, nhưng không phải chức vụ đứng đầu chính phủ như thủ tướng. Hiến pháp 2013 cũng chia một số quyền hành pháp giới hạn cho chủ tịch nước và chức vụ này không hẳn là hoàn toàn có tính biểu tượng. Ví dụ, chủ tịch nước có quyền đề cử quốc hội bầu những vị trí quan trọng trong chính phủ, có quyền phong chức, giáng chức các tướng lĩnh quân đội, và quan trọng nhất là quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang, hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Tuy nhiên, theo luật sư Dực, việc bầu chọn võ văn thưởng không hề làm cho vận mệnh đất nước sáng sủa hơn. Bởi luật sư dẫn diễn văn nhậm chức của ông thưởng, ông nói nhận thức sâu sắc rằng Vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luật sư nhận xét, việc bám víu vô điều kiện vào chủ nghĩa Mark Lenin chứng tỏ rằng Võ Văn Thưởng ngày nay không khác gì Nguyễn Văn Linh sau ngày ký hiệp ước thành đô với Cộng sản Trung Quốc vào năm 1990 với ý thức rằng thà mất nước còn hơn mất đảng theo luật sư thì đối với các đảng cộng sản khi có sự xung đột mang tính sống còn giữa các quốc gia và đảng phái thì quyền lợi và sự sống còn của đảng sẽ thắng còn tổ quốc thì sẽ diệt vong quy luật này áp dụng cho các đảng cộng sản liên xô đảng cộng sản trung quốc cộng sản cuba đảng lao động bắc triều tiên và dĩ nhiên là có cả đảng cộng sản việt nam Luật sư kể những bằng chứng cụ thể cho thấy vì tính vị kỷ và khuynh hướng thà mất nước còn hơn mất đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc mất đi nhiều cơ hội lịch sử. Cơ hội đầu tiên được kể đến là cơ hội cộng tác với các nhóm chính trị và xã hội khác vào năm 1945 vì họ đã cướp đi chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Các lực lượng này bao gồm Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, đại việt quốc dân đảng đệ tứ quốc tế cộng sản và các nhóm tôn giáo như việt nam dân chủ xã hội đảng của đức thầy huỳnh phú sổ cộng sản việt nam vì quyền lợi vị kỷ của đảng và vì vâng lợi các quan thầy liên xô và trung quốc đã thanh toán đẫm máu các đảng phái quốc gia thay vì xây dựng một nền dân chủ đa nguyên chân chính cho việt nam hình ảnh ông võ văn thưởng tân chủ tịch nước Cơ hội thứ hai là vào năm 1954 sau trận chiến Điện Biên Phủ mà theo luật sư đây là một cuộc chiến không cần xảy ra. Theo luật sư, các chính đảng yêu nước từ Hữu Khuynh đến Tảo Khuynh đều có thể góp sức đánh đuổi thực dân Pháp và sẽ không có thảm họa chia cắt đất nước thành hai miền. Vì đây là giai đoạn các cường quốc thực dân thoái trào, nên nếu không có đảng Cộng sản thì toàn thể lãnh thổ Việt tộc từ ải Nam Quang đến mũi cà mau cũng đã được trao trả độc lập, xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng. Nếu như vậy thì ngày nay dân tộc Việt đã hóa rồng trên bầu trời Đông Á. Cơ hội thứ ba là vào năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, một lần nữa vì quyền lợi vị kỷ của đảng đắm chìm trong sự u mê ý thức hệ của mác-lê đã đánh mất cơ hội đại đoàn kết dân tộc như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã làm hơn 100 năm về trước. Thay vào đó, chính sách trả thù, giết chóc, cải tạo gây ra thảm họa vượt biên tìm tự do với hàng trăm ngàn người vùi thay trong lòng đại dương. Cơ hội thứ tư mà luật sư kể đến là vào năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, cũng vì chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng, Cộng sản Việt Nam đã từ chối không gia nhập tiến trình dân chủ hóa như các quốc gia Đông Âu và Trung Á mà chọn quy hàng Cộng sản Trung Quốc. Hầu có điểm tựa về ý thức hệ tương lai, bán rẻ đất nước, biển và chủ quyền dân tộc. Cơ hội thứ năm là khi Việt Nam gia nhập WTO. Cộng sản Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 và từ đó tiến bộ ngoạn mục, trở thành một cường quốc kinh tế. Luật sư cho biết, trước đó đã 10 năm, nhiều thành phần trí thức Việt Nam đã khuyến khích Đảng Cộng sản Việt Nam gia nhập. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn chặn và hứa hẹn rằng, buôn bán với Trung Quốc còn lợi nhuận gấp 10 lần buôn bán với Hoa Kỳ và các nước tư bản. Sau đó, Trung Quốc bất ngờ gia nhập WTO trước Việt Nam. Cộng sản Việt Nam thà mất nước về Tây Trung Quốc còn hơn mất đảng đã bị đàn anh gạt gẫm, bán rẻ quyền lợi Tổ quốc. Luật sư đánh giá sự thăng chức chủ tịch nước của Võ Văn Thưởng chỉ là sự tiếp nối của chủ trương phản quốc của Cộng sản Việt Nam. Đó là thà mất nước còn hơn mất đảng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo đảng thà mất nước còn hơn mất đảng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d